À, Tết này mà anh chị em đầu tư được em này ấy, đưa đón nhạc phụ đại nhân đi chơi Tết, hoặc là cho nhạc phụ đại nhân mượn để đi chơi Tết, phải nói là uy tín cực kỳ luôn. Giá đâu đó chỉ loanh quanh trên dưới 7 đồng một chút. Để cho em vô lăng được long sờ con trọng thì anh em chúng tôi đã quyết định đầu tư một chiếc bọc vô lăng mới kính con. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha sếp nha. Anh em cùng xem cái động tác kỹ thuật được trau chuốt từng giây từng phút, gọi là rất nhiều năm anh đã gắn bó với cái nghề mà chuyên lắp đặt bọc vô lăng cho hãng thương hiệu Suzuki. Nay anh đã trở về đơn vị công ty ô tô Thái Bảo làm chuyên viên kỹ thuật chuyên ăn xong và lắp bọc vô lăng cho khách hàng. Và như vậy là sau có đâu đó hơn một phút thao tác thì anh đã cho cái chiếc xe nó loáng thoáng qua, tôi không nhận được nữa. Rất là đẹp anh ạ. Anh Cường thấy uy tín không? Vâng, cầm uy tín này. Rất là chắc chắn này. Nhìn em nó, nhìn nó liệu hơn hẳn. Đấy các bác nhá. Chiếc bọc vô lăng này trên thị trường thì đâu đó rơi vào khoảng 350k. Như vậy sau ít phút tôi review thì cũng thấy là nó mất điểm quá, thì đã bọc cho em nó một chiếc bọc vô lăng mới kính con. Xin chào quý vị và các bạn. Công ty ô tô Thái Bảo vừa mới về chiếc Suzuki 7 chỗ đời 2002 mang biển số 12A01707. Em này đâu đó đang được chào bán với giá loanh quanh trên dưới 7 đồng một chút. Về phần ngoại quan thì tôi sẽ quay về phía bên tài để xe cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Nổi bật với chiếc cờ của Italia và đôi mâm đúc loại 2-4-6 sao này trên thị trường đang có giá khoảng 3,5 triệu. Và yên tâm là về phần đăng kiểm nhé, bởi vì xe đã được đăng kiểm với bộ mâm đúc này rồi. Anh em nào mà tinh mắt thì chúng ta nhìn cái đôi đèn pha đầu tiên cho em, sau đó là nhìn cái ba giờ sốc và đôi đèn xi nhan, toàn bộ là được theo xe. Tôi sẽ quay thật gần cho quý vị và các bạn cùng xem. Và đây là bên phụ của chiếc xe. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái màu sơn cũng như là những đường gân, đường chỉ và bộ lốp nhìn vẫn rất là uy tín. Tôi kết nhất đôi vành đúc. Phần cốp sau của chiếc xe chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó loáng thoáng màu sơn theo xe. Và chiếc cản đằng sau cũng vậy. Các bạn mà nhìn kỹ thì chúng ta nhìn những cái nước sơn ở trên nóc này. Đó, và ở bên cạnh nữa này. Nó được đồng màu với cả hai bên sườn, bên tài và bên phụ. Và anh em có thể là tự đánh giá cho mình về cái màu sơn của xe là tương đối đẹp. Đâu đó khoảng 70-80%. Hàng ghế thứ hai chúng ta được bọc da màu kem pha với màu lông chuột và được dập nổi chữ Suzuki. Như vậy là phần nội thất thì chúng ta không còn phải bận tâm nhiều về cái bộ ghế da nữa. Đây là hàng ghế cuối các bạn nhé, rất là đẹp. Chủ trước thì cũng có nói là thực ra thì không phải vì điều kiện khó khăn mà là vì gia đình đã chuyển đi vào Sài Gòn ở nên ở nhà không có ai đi, đánh ra công ty ô tô Thái Bảo nhượng lại với con số là cũng xích soát đầu 7, thì em chỉ nhô lên một chút để cho anh em có lương và trả tiền bên bãi. Bên Thái Bảo làm xe su là làm vì đam mê thôi. Bốn quả lốp mới kính cong luôn, chủ mới thay được đâu đó khoảng 2 tuần. Đây là quả lốp sau. Lốp thì mang ký hiệu là 155R12. Đây anh em để ý nhá, cái su xịn của nó ấy, mà tay cửa theo xe thì là phải có chữ Unil lân lân này. Đấy. Bằng nhựa Tây luôn, nhựa của Nhật Bản luôn. Và cái tay này nữa, nếu mà bạn đi lắp đồ fake thì nó chỉ có màu đen thôi, rất dễ gãy, này chắc chắn luôn.
anh em nhìn cái phần tablo của chiếc xe nhé. Thì dù rằng là đời 2002 thôi, nhưng mà để về mặt thẩm mỹ cũng như là độ zin của nó thì chắc là chúng ta có 102 luôn. Tìm hơi hiếm. Xe được trang bị hai động cơ phản lực ở bên phía trước để làm cho chiếc xe được mát hơn khi mà bác tài di chuyển với cái vận tốc mà trung bình là khoảng 5-60 km. Đây là hai chiếc động cơ phản lực có công suất lên tới 1500 mã lực các bạn nhé. Ở phía sau khoang hành khách cũng vậy, cũng được trang bị với hai động cơ phản lực làm mát bằng cơ học. Một chiếc thì ngoảnh ra phía sau cho hàng ghế sau, và một chiếc thì ngoảnh đến hàng ghế VIP là ghế giữa. Như vậy chúng ta sẽ yên tâm về cái thời tiết mà ở cái ngưỡng mà 37-38 độ C thì chúng ta đã có 4 chiếc động cơ phản lực. Ở đây chúng ta nổi bật với cái đài, ôi giời ơi, có trang thiết bị âm thanh USB, MP3 và thẻ nhớ. Đặc biệt là có cái cổng AUX để chúng ta cùng nghe trực tiếp qua điện thoại. Đấy, anh em tôi room lên gần này. Cái đài này trên thị trường rơi vào đâu đó lên quanh khoảng đây. Anh em mà đi mua xu ấy mà nhìn thấy những cái vòi voi này, cần số này, con ngựa này mà vẫn theo xe, nhất là quả đấm này thì chúng ta gọi là hàng hiếm luôn. Ở bên trong thì chúng ta được bọc toàn bộ bằng đề can rồi. Nói là bác tài rất là giữ gìn chiếc xe. Đây có thể nói là một cái tài sản rất là lớn vào những cái thời mà 2002-2003. Anh em nhìn đôi ghế của cái tài và cái phụ nhìn là kết luôn rồi nhé. Chiếc động cơ Suzuki đời 2002 có dung tích xi lanh là 0.97, mức tiêu hao nhiên liệu là 100 km với đường hỗn hợp 5.5-6.2 lít, nhưng mà động cơ nó khô đét luôn. Anh em chưa ngỡ không thấy một giọt dầu nào, rất là khô nha. Địa chỉ cũng rất là dễ nhớ các bạn nhé. Ngày tôi sẽ review luôn cho bệnh viện mới cho các bạn xem này, đối diện bệnh viện mới luôn. Các bạn đến bệnh viện đa khoa Lạng Sơn thì gọi cho Mỹ Thái sẽ trực tiếp ra đón quý vị và các bạn vào xem xe. Vì thực ra em bán là vì đam mê thôi. Vừa rồi Mỹ Thái đến từ ô tô Thái Bảo đã giới thiệu với các bạn và quý vị chiếc xe Suzuki thời 2002. Xe vừa mới khám sức khỏe xong, toàn bộ sơn cũng như 4 quả lốp với cả ba đầu thùng trước, đèn pha đều được theo xe. Đặc biệt là chiếc xe này chúng tôi đang chào với giá lanh quanh đâu đó trên dưới 7 đồng một chút. Anh chị em thiện chí xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0978 565 111 gặp Mỹ Thái. Còn bây giờ Mỹ Thái xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sau.